Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Tuyệt đẹp. Đố anh em biết trên tay tôi đang là chiếc đồng hồ gì? Và như anh em đang nhìn thấy cái sợi dây này thì là rất là nhiều anh em sẽ đoán ra được đây là dây President của Daydate Rolex, đúng không ạ? Tuy nhiên, mặt số của chiếc đồng hồ này là một ẩn số. Và tôi khẳng định với anh em là không có nhiều người biết đến mặt số này thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì sao thì chúng ta cùng xem video này anh em nhé. Và đây là lần đầu tiên Rolex sử dụng cái mặt số này. Mặt số này thì có tên là Essential, tiếng Việt của chúng ta nó là thạch anh sắt. Thì lúc đầu tôi cũng không hoàn toàn không biết cái Essential này nó là loại đá gì đâu. Nhưng khi Rolex giới thiệu cái phiên bản Rolex Daydate 40-228-235 ấy, thì với mặt số Essential này thì tôi bắt đầu mới tìm hiểu. Thì tôi mới thấy đây là một cái loại đá rất là quý hiếm, rất là đẹp. Nói một chút về cái chiếc đồng hồ 2835 thì có lẽ là anh em thấy quá nhiều rồi, với những chiếc mặt số chocolate hay mặt số hồng, thậm chí là có những cái mặt số ví dụ như là full kim cương, trước đây thì chúng tôi đã đều review cả rồi. Thì với chiếc đồng hồ này có thể nói là rất tự hào vì đây là một trong số những chiếc đồng hồ với mặt số Essential thạch anh sắt đầu tiên về Việt Nam sau khi Rolex giới thiệu chiếc đồng hồ này vào tháng 4 năm nay 2021. Nó là một phiên bản mới nhất, có thể là mới kính con luôn. Việt Nam chúng ta chưa chỉ nhìn thấy. Đây thì các anh em có thể thấy ở đây mặt số của nó là từ đá thạch anh quắc ấy, nhưng mà nó là thạch anh sắt. Nói một chút về cái thạch anh sắt này mà tôi tìm hiểu được ấy, thì Essential này nó là một loại đá thạch anh rất là quý hiếm. Thì đa phần là nó có màu đỏ này, nâu này, cam này, và thỉnh thoảng điểm một số cái màu tự nhiên như là vàng. Màu chính của mặt số chiếc đồng hồ này như anh em đang thấy đây nó là màu đen, và điểm của nó là điểm màu đỏ cam. Cái tên thạch anh sắt này dùng để thể hiện những cái đường vân rất là đặc biệt của cái loại đá này khi oxy hóa sắt và oxit sắt có nước. Đây là tôi đọc theo wiki. tôi thấy được đây là một loại đá phải nói là về cá nhân tôi khi tôi đánh giá với những loại đá ấy, với những mặt số đặc biệt của Rolex ấy, như là thiên thạch này, đá cẩm thạch này, malachite này, hay là gỗ. Bây giờ chuyển sang mặt kể cả là mặt khảm trai. Khi chuyển sang cái mặt sàn Essential này thì nó có một điểm chung chắc hẳn là anh em đã đoán ra, đấy là tính độc bản duy nhất. Không có một mặt số nào, mặt đá nào giống mặt đá nào. Với như cái mặt đá này của tôi như anh em đang thấy thì nó hoàn toàn rất là đặc biệt. Với cái phiên bản mới nhất này thì chúng ta sẽ thấy được là có những điểm khác biệt so với phiên bản cũ. Ví dụ như các cái viền ô lịch là chúng ta sẽ thấy là các cái viền vàng rất là đẹp mắt, nhìn rất là sang trọng, nó nổi bật nữa chứ. Đó. Thì trước đây với một chiếc Daydate 40 thì chúng ta đã có mặt đen ở trên phiên bản vàng 228-238. Tuy nhiên là mặt đen đấy nó lại là mặt đen công nghiệp. Tôi nói là công nghiệp, mặt thường là bằng đồng nhá, xong xong rồi trải tia. Tuy nhiên là mặt số nó bằng đá, thế nên là cái màu đen của nó hoàn toàn khác, trơn, bóng, được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và kỳ công đến từ Rolex. Thêm một chút nữa là tôi gọi là điểm những cái tia như kiểu tia máu ấy. Nó nhìn rất là đẹp, nó rất là cuốn hút. Mà đặc biệt ấy, là khi ra ngoài nắng, ánh sáng rọi, ánh sáng chiếu vào ấy, thì chúng ta nhìn thấy nhá, nó rất là tuyệt vời. Đánh giá của tôi là nó đáng giá hơn rất nhiều so với phiên bản mặt chocolate. Còn về thẩm mỹ thì tôi không nói, nhưng tôi đang nói là về cái tính độc, quý hiếm và cảm nhận của tôi. Cũng có lẽ là một phần nữa mặt chocolate tôi nhìn quá nhiều rồi. Với một cái phiên bản với mặt số đen như thế này thì chúng ta sẽ thấy được nó rất là phù hợp. Tức là sao? Kim cương thì chúng ta thấy được là lớp lánh nhá, thì nó cần một cái nền thật tối thì để toát lên cái lớp lánh của chiếc của kim cương. Vậy nên những cái phiên bản có cọc số kim cương này thì chúng ta thấy những cái nền tối luôn luôn được đánh giá cao hơn. Ví dụ với những cái phiên bản Daydate cũ mà chúng tôi đang bán đi, thì nếu như mà mặt hồng luôn luôn cũng thấp hơn mặt chocolate, mặt vàng cũng thấp hơn mặt đen với phiên bản vòng vàng, bởi vì nó là một cái nguyên tắc. Đấy là cái kim cương được đẩy đánh bóng lên thì nó làm tăng cái tính thẩm mỹ cũng như là nhìn trông nó đẹp và nó cuốn hút hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ này cũng vậy, một nền mặt số đen chủ đạo, tiếp đến là kim cương. Về chiếc đồng hồ này thì tôi chỉ muốn nói tới anh em, đấy chính là cái mặt số, nó là cái điều quyết định đến 90% nội dung của cái video này. Những cái vấn đề khác ví dụ như là thân vỏ máy thì tôi đã review rất là nhiều ở những video trước đây rồi. Thì nếu như anh em có quan tâm thì có thể xem lại những video đó ở kênh của chúng tôi, Gia Bảo Luxury. Xin bật mí điều quan trọng nhất.
mà rất nhiều anh em sẽ đặt ra câu hỏi nếu tôi không trả lời, đó là giá chiếc đồng hồ này là bao nhiêu. Thì theo tôi thấy được giá hãng của chiếc đồng hồ này hiện tại đang là 1.2 tỷ, hơn 1.2 tỷ gì đấy. Tuy nhiên là vì chiếc đồng hồ này mới và độ hiếm nó cao, thế nên là giá hiện tại ở thị trường đang khá là cao, cao trên khoảng tầm 300-400 triệu gì đó, đó với một phiên bản không có vành kim cương. Và đây cũng là cuối video rồi, thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo với những siêu phẩm cũng như là những chiếc đồng hồ mới độc lạ cập bến ra bản Luxury. Xin chào.